Nhà máy nhiệt điện của chúng ta sử dụng năng lượng do lò phản ứng hạt nhân cung cấp, nhờ đó mà chúng ta sản xuất hàng ngàn megawatt điện. Ở đây, chúng ta có máy làm mát. Đây là tua bin, máy phát điện và cuối cùng là lò phản ứng. Nhà máy này là một trong những nhà máy mạnh nhất trên thế giới. Là kỹ sư trưởng, tôi đặc biệt quan tâm đến an toàn và đảm bảo tất cả phải an toàn. Các biện pháp an toàn được áp dụng ở mọi cấp độ sản xuất, như thiết kế nhà máy, các giai đoạn hoạt động và các vấn đề. Chúng tôi gọi đây là sự kết hợp của các biện pháp an toàn, phòng ngừa về chiều sâu. Thưa thầy. Mời em Jeremy, em muốn biết liệu có thể dùng quá trình nguyên tử để đưa vật chất từ thế giới ảo sang thế giới thực được không? Con trai à, đó là thực tế của khoa học viễn tưởng đấy, ta rất tiếc. Jeremy là một sinh viên xuất sắc, nhưng em ấy cũng hay mơ mộng. Chà, giờ thì chuyện gì đây? Chắc không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là nổ cầu chì, thế thôi. Tớ cho rằng có thể Sana đứng đằng sau chuyện này. Đừng cuống lên thế Jeremy, đó chỉ là đoạn mạch thôi. Thầy đã nghĩ rồi, các em có thể lập nhóm tín đồ xe hơi. Vâng ạ. Thế tín đồ âm nhạc hả thầy? Nhưng phải mở cửa cho bất cứ ai muốn chơi, rõ chưa? Không vấn đề gì ạ. Tuyết, ăn mừng rock and roll thôi nào. Này, nếu nhanh lên thì có thể photo tờ rơi trước bữa trưa đấy, Jeremy. Chà, cậu biết đấy, ớt, tớ không khoái rock lắm. Ngoài ra, tớ muốn điều tra sự cố mất điện đó cơ. Được rồi, gặp lại cậu sau, Jeremy. Xin chào. Có gì không ổn sao, Jeremy? Nếu có vấn đề gì, cậu có thể đến và nói chuyện với nó mà. Lạ thật, tại sao mình không nghe được gì nhỉ? Để xem nào. Alita, cậu nghe được mình không? Alita, cậu nghe được mình không? To và rõ ràng, mọi chuyện ổn chứ? Chúng tớ bị mất điện trong lớp học sáng nay và hệ thống điện của trường học có vẻ như có vấn đề. Và cậu nghĩ là Sana đứng sau vụ này à, Jeremy? Ai mà biết được chứ? Cậu có phát hiện được gì ở Lyoko không? Không, mọi thứ ở đây rất yên tĩnh. Được rồi, tớ sẽ quét. Nếu Sana đã kích hoạt tòa tháp, chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi. Cậu đi đâu vậy? Đến quán cà phê. Hôm nay họ có cải Bruxelles đấy. Cậu có biết món đó không? Có, nhưng tớ không biết chúng có vị gì. Ngon không? Ôi, kinh quá. Em định làm gì thế? Bọn em định tổ chức thử giọng cho nhóm. Này, nếu ai đó quan tâm, bọn tớ cần một tay trống.
Để xem nào, sô-cô-la nóng, không ăn canh. Món canh như nước rửa bát vậy. Này, cậu ấy ấn chọn canh rồi. Thôi nào, không ghê đến vậy đâu. Ôi, cái máy khổ sở này lại sắp hỏng nữa rồi. Có lẽ là do lỗi về điện. Cậu lo lắng à? Đúng vậy, tớ sẽ tiếp tục điều tra. Nếu cậu cần, chúng tớ ở phòng thể dục nhé. Bọn tớ sẽ tổ chức thử giọng. Ái chà, cậu có nhiều phong cách nhỉ? Đó là dòng kim loại nặng đúng không? Phải, chắc chắn rồi, tớ thích nó. Thực sự xin lỗi Mike, nhưng chúng ta đang tìm kiếm thứ gì đó truyền thống hơn. Người tiếp theo. Xin chào các cậu. Cậu khỏe chứ Naomi? Tớ không biết là cậu chơi trống đâu đấy. Ừ phải, một chút. Ngoài ra tớ luôn mơ ước được ở trong một ban nhạc. Được rồi, vậy bắt đầu nào. Tuyệt, Naomi, tuyệt vời. Ý tớ là chúng ta không thể tìm được ai hơn thế đúng không? 400.000 V trong một cao áp, điều đó không đúng phải không Alita? Có gì mới à? À, không hẳn. Alita! Đây là Sana làm, mình gần như chắc chắn đấy. Tiếp đi. Các mạch điện trong trường đều sập, cột áp bên ngoài vượt quá giới hạn điện áp, nó có thể phát nổ. Tại sao Sana lại làm vậy chứ? Tớ cũng không biết như vậy đâu. Ngạc nhiên chưa? Bọn tớ cũng là bạn các cậu mà lại không được chào đón. Nhưng bố tớ đã nói rằng ban nhạc là mở cho tất cả mọi người đúng không? Nhưng đừng lo, tớ không muốn ở trong một nhóm với những kẻ kỳ lạ chết người đâu. Nhưng Nicholas lại chỉ thích trống. Chơi trống à? Cậu ấy thì chơi cái gì chứ? Được rồi, mình sẽ đến nhà máy đây, các cậu tiếp tục nhé. Có vẻ các cậu tìm thấy tay trống rồi đó. Nicholas, tay trống này sẽ ở trong nhóm chúng ta sao? Tớ không quan tâm cậu ta chơi hay thế nào. Câu trả lời là không. Ngoài ra CC bày ra trò này làm gì? Có thể cậu ấy muốn giúp thì sao? Và cậu cũng phải thừa nhận là Nicholas có thể chơi được trống. Tốt hơn cả Naomi chắc chắn đấy. Cậu ấy mới chỉ bắt đầu thôi mà, cậu ấy cần thêm chút thời gian. Ừ, phải đôi ba năm đấy. Chà, nếu đó là cách cậu cảm nhận thì nghe đây. Nếu cậu muốn Nicholas là tay trống cho chúng ta, tốt hơn cậu nên tự tìm một tay chơi guitar khác đi. Và tớ nói này, nếu cậu không nhận cậu ta, tốt hơn là cậu tự tìm một ca sĩ khác nhé. Nếu ý tưởng của CC là gây rắc rối thì cậu ấy đã thành công rồi đấy. Liệu có khi nào tình cờ các cậu cần một tay chơi trombone không?
Alita, xin lỗi cậu vì vụ sập điện đó, có gì mới không? Cậu lo lắng là đúng đấy, Sana đã gây ra đó. Máy quét thu lượm được vài thứ, tòa tháp mà Sana đã kích hoạt ở trong khu vực sa mạc. Tớ sẽ đi xem. Cẩn thận nhớ Alita. Tớ biết rồi. Các em thấy thế nào? Thầy Jim, thực ra chúng em là ban nhạc rock, chứ không phải ban kèn đồng quân đội. Được rồi. Bọn tớ sẽ đến đây. Chúng ta sẽ có buổi chơi thử vào dịp khác nhé. Không được, các em không được đi đâu nếu không chịu cho thầy vào nhóm. Jeremy, chúng tớ đang đến đây. Cuối cùng thì cũng thấy. Đây là thứ Sana tìm. Một khi hắn dự trữ đủ điện áp trong cột tháp, hắn sẽ phá nó. Phá ở đâu cơ? Đoán xem, trong nhà máy hạt nhân. Gây đoạn mạch và... Tôi không thể cắt được điện. Tôi đã thử mọi cách, tôi chưa bao giờ thấy hiện tượng nào lạ thế này. Cột tháp sắp lên đến hàng triệu vôn rồi. Một khi nó được tích lũy, Sana có thể làm nổ tung mọi thứ. Nổ hạt nhân? Hơi quá sức chúng ta đấy. Ý cậu là sao? Nghĩ mà xem, nếu chúng ta thua ở Lyoko, toàn bộ khu vực này sẽ bị san bằng. Chúng ta phải cảnh báo cho chính quyền biết thôi. Cậu điên à, họ sẽ thẩm vấn, chúng ta sẽ phải khai mọi thứ nếu họ phát hiện ra Sana. Và chúng ta sẽ mất cả Elka. Tớ hiểu, nhưng chúng ta đang nói về thảm họa hạt nhân đấy. Được rồi. Vậy chúng ta bình chọn, ai đồng ý nêu cảnh báo ra? Đồng ý. Không đồng ý. Không đồng ý. Xin lỗi Alita, nhưng tớ nghĩ chúng ta không thể mạo hiểm được. Tớ chọn đồng ý, chúng ta hãy báo cáo đi. Vậy là hai ủng hộ và hai phản đối, vậy là ngang nhau, chúng ta không nói cho ai cả. Tớ nghĩ nó có ý nghĩa là chúng ta nên nói cho mọi người biết. Tớ có quyền được chọn không? Chắc chắn là có rồi, sẽ không có lời nói dối nào. Trong trường hợp đó, tớ chọn đồng ý nhé. Hả? Tớ không muốn hàng nghìn người bỏ mạng chỉ vì cứu tớ. Cảm ơn cậu Alita. Chúng ta sẽ làm được phải không, Ulrich? Tớ cũng hy vọng vậy, Ott ạ. Được rồi, tớ hiểu. Máy quét này đã định vị được tòa tháp bị kích hoạt. It's in the
đó là ở khu vực sa mạc gần khu ốc đảo. Tớ biết ở đâu rồi, lối này trên vùng đất khác. Tôi không hiểu, nhà máy đó đang hoạt động tốt, nhưng thành phố lại chìm vào bóng tối, không cần báo động. Chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân thôi. Xin lỗi làm phiền thầy, nhưng chuyện này rất quan trọng. Thầy phải tin em. Em biết là điều này nghe thật điên rồ, nhưng xin hãy nghe em nói. Nhà máy đang có nguy cơ bị nổ tung ạ. Thật không thể tin nổi, chuyện gì đang xảy ra vậy, tòa tháp đâu rồi? Hiện chúng ta không thể thấy nó, nhưng nó ở đây thôi. Hãy tìm kiếm các xung nhịp của Sana, chúng đều hội tụ ở đây. Cố lên, cậu có thể làm được, cậu không thể tìm quá xa, cậu phải nhanh lên, cột tháp đó sẽ sớm bị quá tải đấy. Jeremy, thầy hiệu trưởng và tiến sĩ Delacker không tin tớ. Ở đây chúng tớ cũng đang phát điên đây, cột tháp đã sạc 85% rồi mà chúng tớ không tìm thấy tòa tháp đâu cả. Ồ, tôi thấy rồi. Chúng ta bị lừa rồi, không có nước ở dưới này, chỉ là ảo giác thôi. Tớ sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn xem. Alita, chúng đang theo cậu đấy, chạy đi. Alita. Cảm ơn vì đã cứu Alita, nhưng mọi thứ ở đây tệ lắm. Nó đã lên tới 95% rồi. Sana sẽ sớm tấn công nhà máy hạt nhân thôi. Cháu có thể nói lại không? Điện áp được tích cho cột áp đang được dùng để làm nổ tung nhà máy hạt nhân đấy chú. Sao chú chỉ có thể đứng đó vậy? Làm gì đó đi, quá muộn rồi. Làm sao cháu biết được điều đó? Tiến lên. Hợp nhất. Nào cố lên, cậu chỉ còn một cú thôi. Ulrich, cậu mất trí rồi à? Cố lên nhanh nào, cột áp đầy hơn 98% rồi. Được rồi, còn lại tùy cậu đấy, Alita. Một siêu máy tính ở trong nhà máy à? Một thế giới ảo ư? Đúng vậy, cháu thề, chú phải tin cháu. Sẽ có tác dụng thôi. Ôi không!
Ôi không! Chuẩn bị trở về quá khứ thôi, Oz. Được rồi, bắt đầu. 3, 4. Cậu nói đúng, cậu ấy chơi tuyệt lắm. Cậu đang nói về ai cơ? Thầy Jim á? Tuyệt vời các cậu ạ. Năng lượng của chúng ta là năng lượng siêu hạt nhân. Các cậu sẽ làm chấn động thế giới đấy.